Tại sao mẫu lò quay inox có đường kính là 90cm lại được ưa chuộng nhất chứ không phải là mẫu lò quay có đường kính khác? Như các bạn đã biết đấy, thì hiện tại ở trên hệ thống máy Thái Long đang phân bố 4 mẫu lò quay có đường kính khác nhau. Ví dụ như từ 60 này, 80 này, 90 và 100. Nhưng thử so sánh qua một chút với mẫu có đường kính 80 và 90 đi, thì cái mức giá của nó chênh lệch nhau cũng không quá là lớn, chỉ vài trăm ngàn thôi. Nhưng đổi lại chúng ta có một cái không gian quay nướng rộng hơn, với mỗi một mẻ từ 13 tới 15 con vịt. Và con số đấy cũng khá là phù hợp với những cái mô hình kinh doanh ở thời điểm hiện tại. Và cũng chính vì như thế cho nên mẫu lò quay inox 90 được ưa chuộng nhất. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay mẫu lò quay inox 90 ạ? Máy Thái Long, mua chuẩn, dùng chất.